Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Vì Phong quá thích Sam rồi, phải làm sao, phải làm sao. Hả Sam, phải làm sao, phải làm sao. Thích tôi thì kệ ông chứ sao. À, kệ hả? À, ok, kệ, kệ. Ủa gì đây? À, chú mấy à, chú mấy à, có ai cứu tôi với ông Sam mới ăn hiếp tôi nè bà con ơi. Trời ơi, trời, thả tôi ra. Cái gì vậy Sam? Thì mà ăn hiếp hả? Ông nhìn lại coi, ông chính là người ăn hiếp tôi thì có. Trời ơi. Ủa, mắt mới tự nhiên bà treo tôi lên trên đây rồi bà đổ lava bên dưới bà bộ bà tính nướng tôi thành heo quay hay gì vậy? Thả tôi ra cho lên. Ủa chứ ai mắc cái chứng gì tự nhiên làm đặt tim đi banh xác tôi vợ, ai làm trước hả? Trời ơi, tính ra tôi đang tính quay video về TNT cho bạn fan xem, cho nên là tôi chỉ ví dụ như là làm nổ TNT bà thôi mà, chứ đâu tôi đâu có cố ý đâu. Trời ơi, ví dụ khôn quá ha, test lên người tôi là sao? Trời ơi, ôi, ôi. Nhẹ đó nha. Ôi, ôi, xin lỗi mà bà thả tôi ra đi rồi, tí nữa tôi bao bà đi ăn được chưa? Bây giờ bà thả tôi ra, tôi quay video cho bạn fan xem, nhanh lên. Thả ra. Thôi, tha lần này là một lần duy nhất là sĩ xóa xẻ nháp đó nghe. Rồi rồi rồi, thả ra nhanh lên. Rồi đây đây. Thôi trời ơi bạn ơi, Sammy đúng là cái đồ hung dữ mà. Tự nhiên hay không mình chọc Sammy có cái mình làm nổ TNT có một phát thôi, mà Sammy treo mình lên giống như là đang nướng heo quay vậy bạn, sợ muốn chết luôn. Nè, tôi ai giữ tôi hiền gần chết rồi, ngày sao giữ vậy? Nói lại em. Ok ok, bà hiền được chưa? Tính ra là hồi nãy tôi làm nổ TNT Sam mấy bạn là bởi vì là tôi có mục đích đó nha. Đó chính là video hôm nay là một video liên quan đến TNT, cho nên mình mới gọi là test TNT cho mấy bạn xem thôi, chứ đâu phải là mình cố ý mình gọi là châm TNT cho nổ Sam đâu. Đó, bây giờ nè, Sam qua đây với Phong sẽ cho Sam thấy gọi là hôm nay Phong sẽ làm video về cái gì nè. Đây, qua đây, qua đây. Tên tên tên. Thấy gì chưa? Gọi cái gì mà quá trời TNT, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng vậy? Đúng quá rồi, trời luôn. Đây chính là những quả TNT ở trong Minecraft đó Sam ơi. Mà nha, không phải là TNT bình thường đâu nha. Ở đây có TNT kim cương nè, TNT đồng hồ nè, TNT lava, TNT gọi là cái gì ta, đám mây rồi tùm lum la, nói chung là nhiều lắm. Đây là tất cả các loại TNT ở trong Minecraft. Và ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video với lại những cái quả TNT này. Đố Sam, chúng ta sẽ làm gì với những quả TNT này? Đố Sam á. Hay là ông lấy mấy cái TNT này cho tôi theo từng cách nha, từng cấp độ nha, không chơi nha, tôi về em chơi, không chơi. Ghê quá. Ơi, tào lao nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà tôi lại gọi là dùng TNT này để cho anh Sammy. Mặc dù á, tôi là một người rất là hay đi cho tất cả thành viên của Hero Team, nhưng tôi, bản chất của tôi vẫn là một người lương lẹo. Bản chất của tôi vẫn là một người lương lẹo, vẫn là một người lương thiện, cho nên á là tôi không bao giờ mà gọi là dùng TNT mà để phá người khác vậy đâu, mà tôi sẽ dùng TNT để tôi phá nguyên cái ngôi làng luôn. Trời ơi trời, cái gì mà ông phá làng phá xóm vậy luôn hả? Trời ơi, mấy bạn biết sao không? Bởi vì á là mấy bạn thấy để ý không, dạo gần đây trong làng Hero Team là chỉ có mình với lại Sammy là ở trong làng thôi, còn tất cả các thành viên từ Mr. Dịch nè, Siro nè, Simmy, Kairon, Camui nè, biến mất hết trơn luôn, không có ai ở trong làng. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã rủ Sammy vào trong đây để cùng với mình phá hủy ngôi làng này bằng 100 quả TNT. Trời ơi, mà đây là TNT hỗn hợp hoặc là tập nham luôn nè. Trời, không biết là sao ta. Đúng rồi, chính vì như vậy cho nên là ngày hôm nay là mình đã mời Sammy vào trong đây để cùng với mình phá hủy ngôi làng này bằng tất cả những quả TNT đằng sau lưng của mình. Bạn thấy không? Đó, tất cả những quả TNT luôn, được không Sam? À, cái gì mà dữ vậy? Ôi, kiểu này là banh xác không còn cái gì luôn, mà không còn gọi là một mảnh đất hay một hạt cát gì luôn á. Tôi thấy nhiều quá trời nè. Trời, nhìn vậy thôi chứ có những cái quả TNT nó có lợi và những cái quả TNT có hại nha. Nhưng mà thôi, nói chung á là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngay luôn, ngay lập tức để cho các bạn fan không cần phải chờ đợi nữa nè. Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video phá hủy ngôi làng bằng những quả TNT phía sau lưng của mình nha các bạn nha. Vô thôi nào. À mà khoan, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau phá hủy ngôi làng thế nào. Let's go.
Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau test thử những quả TNT mà mình mới vừa lấy ra nha bạn nha. Thì đầu tiên tôi sẽ là người test trước nha Sammy. Giờ tôi lấy TNT tôi test trước nha, nha. Được không? Ok, thoải mái rồi. Ok. Cái quả gì vậy? Để tôi xem coi. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn quả này đi. Đây, quả đầu tiên luôn. Đây, cái quả này nè, cái quả nhìn là lạ rồi. Đó. Nhìn bây cái giờ... gì mà như bút chì màu vậy? Nhìn như cái hộp bút chì màu vậy. Bây giờ tôi sẽ test quả này trước nha, rồi Sammy sẽ chọn một quả cho Sam nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ test ở trên nhà Caron này. Ok. Mình sẽ để trên nóc nhà Caron nè. Trend có khác ha. Ê, nhiều vô, mình thử nhiều vô. Không, chỉ cần một quả thôi, tôi nói thiệt với bà, những cái quả TNT này hơi bị kinh khủng luôn á, một quả thôi là đủ rồi. Bây giờ để xem coi quả này. Một quả thôi đúng không? Sẽ được cái gì nha. Ok nè. Tít. Rồi ok. Để tôi đứng rồi, để bây giờ tôi đứng thử đây coi bị gì không. Đó. Né, xa ra Sam coi chừng. Ui. Ui gì vậy? Ui gì vậy? Ui. TNT này nó phân thân ra nè. Ui. Cái gì mà nhiều quá vậy? Ui trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Chỉ với một quả TNT thôi mà nó biến mất cả ngôi làng của mình luôn bạn ơi. Từ nhà mình đến nhà dịch, nhà Siro, nhà của Kamui, nhà Mimi biến mất hết trơn luôn. Trời ơi. Là tôi biết rồi, Phạm ơi, tôi biết quả TNT tên gì rồi. TNT gì? TNT này là TNT Naruto. Chắc luôn. Cái gì mà TNT Naruto là sao? Là Naruto là sao? Nó có thuộc phân thân. Quả bom này có thuộc phân thân. Nó phân thân khắp cái làng này luôn thấy không? Đúng bạn rồi chưa? Mấy bạn có thấy cảnh gì chưa? Hồi nãy á, là mình đặt có một quả thôi. Mà cái quả TNT này nó có thể phân thân ra được, gọi là nhiều quả hơn. Trời ơi. Quá là kinh khủng luôn. Anh KFC còn sống. Anh nhân viên KFC vẫn còn sống kìa. Trời ơi. Hay quá. Nhưng mà cái nhà hàng KFC của anh thì biết mất. Trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là quả TNT đầu tiên của Phong là quả TNT siêu mạnh nha bạn nha. Ok rồi, bây giờ tới lượt quả TNT của Sammy. Rồi mấy bạn ơi, tiếp theo nữa sẽ là đến quả TNT của Sammy nha bạn nha. Hồi nãy là mình là thành công phá hủy ngôi làng nè. Bây giờ tới lượt Sammy nè, để coi Sam sẽ dùng quả TNT gì nha. Đâu, Sam có TNT gì không? Này, cục TNT tôi là rất nhiều kim cương luôn. Wow, đây là TNT kim cương nha bạn nha. Ui, nhìn cũng khá là xịn, nó không biết sẽ ra cái gì đây. Rồi, Sam lụm vô đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rồi đốt thử quả TNT kim cương này của Sammy nha bạn nha. Để xem coi Sammy có phá hủy cái ngôi làng này thành công không nha bạn nha. Ok rồi, giờ Sam đốt đi. Đúng rồi. Đây, tôi đốt nhà ông nha, được không? Ủa vậy sao đốt nhà tôi? Ok thôi kệ. Rồi. Đốt rồi, đi, đốt đây. Đi. Rồi, mình gạt cần gạt cho nó sang, hiểu không? Ok. 1, 2, tôi đứng gần luôn, tôi không có sợ, hiểu không? 3. Ui, đó, rồi, tôi sẽ né xa xa cho chắc ăn mấy bạn tiền. Ui. Ui. Trời ơi, cái gì đây? Sao mà nhà của tôi biết thành kim cương luôn rồi? Trời ơi, cảm ơn Sam nha, cảm ơn Sam nhiều nha. Trời ơi, nó để nhà tôi cho rồi. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn Sammy rất nhiều luôn. Nhờ cái Sammy mà bây giờ nhà Phong biến thành kim cương rồi, mình giàu rồi bạn ơi. Thôi mình không làm video đâu, mình kết thúc clip tại đây. Trời ơi, mình giàu rồi. Ok, rồi vậy là Sammy là thua rồi nha. Tại vì là cái quả TNT của Sam không có phá hủy được ngôi làng này. Chúng ta cùng nhau đến quả tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok, tiếp theo sẽ là tới lượt mình nha bạn nha. Thì ở đây mình đã chọn cho mình một quả TNT, đó chính là TNT Lava. Đó. Cái quả TNT này á, mình nghĩ rằng một khi nó mà nổ nha là sẽ biến cả cái ngôi làng trở thành lava luôn bạn ơi. Mình không biết có đúng hay không, bây giờ mình sẽ test thử nha. Ok, thì tiếp theo mình sẽ test trên nhà của mèo Simmy. Ok, vậy đi. Trời ơi, ác dễ sợ chưa. Ok, rồi, đốt nè. Ok, để chạy xem xa, coi TNT này sẽ giúp được gì đây. Ui, bùm. Ủa gì đâu? Ủa sao không có gì vậy? Ui tôi nghe nó nổ rồi nè. Ui. Ui. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Mấy bạn ơi, cả ngôi làng của mình ngập trong lava rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Tới đây Phong. Chết rồi. Chúng ta sẽ phải sinh tồn. Chúng ta sẽ phải sinh tồn ở trên gọi là hồ lava bạn ơi. Trời kinh khủng thật. Đó. Hey, nhưng mà cái quả lava này làm tôi thất vọng quá. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ biến gọi là nguyên ngôi làng trở thành lava thì nó mới xịn. Chỗ này nó chỉ ngập lava thôi. Cũng hơi tính buồn. Tính ra cái này, tính ra là ông bị gọi là gì đó, thất bại rồi. Người ta là phá hủy, cái này có phá hủy gì đâu. Cái này chỉ là ngập thôi. Đúng rồi, vậy thôi. Coi như là quả này của tôi thua đi. Rồi ok, nhưng mà quả đầu tiên của tôi là vẫn thắng nha. Rồi ok, để xem coi quả TNT tiếp theo của Sammy sẽ là quả gì nha bạn nha. Tiếp nào.
Chắc chắn mình sẽ thắng. Ê, Sammy, tính ra là tôi kêu bà là lo chọn TNT để bà còn gọi là sao ta, người ta đốt TNT cho bạn fan xem, tiện bà đứng bà cười y như là bị khùng vậy hả? Bị vậy. Nghĩ sao tôi khùng, tôi đang rất tỉnh và đẹp gái hiểu không? Đây, tôi đã tìm được cái loại TNT mà chắc chắn là tôi ăn đứt ông luôn. Trời ơi, cái TNT gì đâu mà nhìn thôi là thấy nó phèn, nó quê rồi đâu. Bây giờ Sammy thử đốt coi. Okay. Ông nhìn nè, thấy chưa? Ông nhìn thấy nó nguy hiểm chưa? Thường thường ha, trong phim mà có ba cánh quạt này có nghĩa là sao? Là chất độc, chắc chắn TNT là TNT chất độc. Kha kha kha. Rồi. Rồi bây giờ thử đốt lên xem coi như thế nào nè, chứ giờ bà có trời nói cũng vậy thôi. Đốt đi. Cho thấy bây giờ tôi tìm nhà nè, tôi đốt đây coi. Để tôi coi. Đây okay. Tôi tìm nhà của Siro đi. Đó Siro là nhà bác học, tôi cho lên chất rồi, độc luôn. Rồi ok, rồi đốt đi nhanh lên. Nhìn nè, ông căng con mắt ra mà xem thấy Sammy đào gọi là phá hủy ngôi làng này trong vòng một nốt nhạc đây. Đó okay. Trời ơi, rồi để xem cơ quả TNT sẽ như thế nào nha các bạn nha. Bơm cháy, bơm cháy. Rồi xong, không thấy gì luôn. Cái gì vậy? Ủa sao tôi không thấy gì hết vậy? Ui, rồi nổ rồi, tôi mới nghe tiếng nó nổ. Ủa đâu? Ủa gì vậy? Trời ơi, cái quả TNT này. Trời ơi, cái quả TNT này tưởng thế nào, hóa ra là nó chỉ đốt được lửa thôi bạn ơi. Trời ơi. Ôi, tưởng thế nào, trời ơi, cháy nhà thôi. Ủa, cháy nhà tính không? Cùi tính bắp, không? Cùi bắp, ê, cái này không tính nha. Tại vì cái làng này chưa bị phá hủy hoàn toàn nha. Trời ơi. Quê quá, quê quá, quê quá. Cái quả TNT của Sam á bạn, là nó chỉ gọi là đốt được có mấy cái cây thôi, chẳng làm được gì hết trơn á. Thôi ghét không, ghét bây giờ rồi. Bây giờ tới lượt Phong nè, coi Phong nè. Thôi bây giờ Phong sẽ chọn luôn một quả luôn để Phong đốt cho Sam coi nha. Đây cái quả này nhìn hợp lý nè. Đây là một quả TNT có cái chữ ấy, người ta có cái chữ bay ở phía trên nè. Có nghĩa là màu xám giống màu của tôi vậy, màu xám nè. Đúng rồi, có nghĩa là tôi mà đốt cái quả TNT này lên là sẽ bay bay luôn nguyên cái ngôi làng luôn, hiểu không? Đó. Không tin. Đây để dạ, tôi đốt thử cho bà coi nè. Đốt nè. Rồi ok, bay xa xa ra. Để xa xa ra. Thua đi. Bùm. Thấy chưa? Thua. Ủa, rồi xong. Đứng mấy luôn rồi bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mình hiểu cái quả TNT có cái chữ bay hồi nãy là sao rồi bạn ơi. Mình làm nổ nó cái xong mình bye bye luôn dạng PC của mình luôn bạn ơi. Nó nổ một phát xong PC của mình tắt máy luôn. Trời ơi là trời. Leo cái đồ thua rồi. Ok thôi, nói chung á từ nãy giờ á thì tôi vẫn thắng bà được một trận hiểu không. Rồi bây giờ tới lượt Sam á. Chứ cái quả TNT hồi nãy của tôi là thua rồi bạn ơi. Quả TNT hồi nãy của mình nổ luôn dạng PC mình luôn. Okay. Rồi, tới lượt Sam á, Sam chọn TNT đây. Tôi sẽ chọn cái TNT nhìn rất là giống gì ta, cái TV nhà tôi. Đó, mỗi lần mày chuyển kênh mà nó bị hư nè. Đó, ý chưa? TNT này tôi thấy có một cái ký hiệu là ký hiệu vô cực nè. Đó, có khi nào TNT này nó sẽ nổ không bao giờ ngừng không ta? Tôi cũng hơi nghi nha. Ok. Tôi sợ ghê á. Thôi được rồi. Rồi bây giờ Sam chấm đi. Giữa làng luôn nha cho nó đẹp okay, nha. Ok. Nha. Rồi. 1 2 cháy. Ok, để coi nó sẽ làm được gì đây. Ui. Vô cực. Bùm. Ôi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời. Trời ơi, cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi. Ủa. Vô cực gì đây? Ủa, từ, có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, các bạn nhìn nè. Nó nổ một phát xong nguyên ngôi làng của mình nó biến thành một cái đống gì luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Luôn. Ôi ôi bạn ơi, ủa mà lắc máy quá bạn ơi, tính ra máy tính của mình đến tận 200 triệu luôn mà còn chịu không nổi cái quả TNT này luôn các bạn. Mình cảm thấy máy mình nó hơi lắc đây nè. Trời ơi bạn nhìn xung quanh nè, biến thành một đống hỗn độn luôn các bạn ơi. Trời ơi. Tôi hiểu rồi, hèn gì cái TNT gì nó lộn xộn gì nè, nó lộn xộn y chang cái nhà này luôn. Đúng rồi. Ê, vậy là có nghĩa là cái quả TNT này của Sam nó chỉ có thể là gọi sao ta trang trí được thôi, chứ nó không có làm gọi là phá hủy được ngôi làng nha Sam nha. Cho nên ủa phá được nha, ông nhìn nè, cái làng này đâu gọi là cái làng, đây gọi là cái mớ hỗn độn rồi là phá rồi đúng không? Không tính bạn ơi bạn phải làm sao để cho nguyên ngôi làng này bị nổ tung thì mới tính nha, còn cái quả này là không tính rồi. Buồn quá. Mình vẫn 1-0 mấy bạn ạ. Mình vẫn thắng Sam 1 điểm. Ok, đến với quả của mình nào. Trời ơi, hò quá. Mấy bạn à, mình vừa kiếm được một quả TNT mà mình nghĩ quả TNT này sẽ là quả mạnh nhất từ nãy đến giờ chúng ta tìm thấy mấy bạn ơi. Đây, một quả TNT đen thui thôi lui. Cái gì vậy?
Nè, Sammy nhìn nó đen thui vậy mà Sammy xem thường nó đúng không? Tôi nói cho Sam biết nha. Cái quả này nó có tên là The Super TNT đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái quả gọi là gì ta, TNT siêu cấp. Chính vì như vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là mạnh. Bây giờ tôi sẽ đặt nó ở trước shop Hero nha. Ok. Nhìn nó đơn giản, đơn điệu, có gì đâu bình thường. Nó chỉ là mất màu thôi, nhìn nó đơn giản quá à. Thôi, nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà biết đâu nó lại có sức công phá siêu mạnh sao đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ để trước shop Hero nè. Rồi sau đó sẽ kích nổ đó. Rồi. Trời okay. Ơi, tôi mà là chủ quán shop Hero chắc tôi khóc quá à. Chuẩn bị nè. 3 2 1 nổ. Ui gì vậy? Ui. Ôi cái gì vậy? Ôi trời. Ôi trời ơi. Nó lủng nguyên một cái lỗ to đùng ở giữa gọi là làng luôn bạn ơi. Trời ơi. Rồi xong Gaming House Hero Team biến mất luôn. Trời ơi là trời. Cái lỗ này nó xuống backdrop luôn đúng không? Trời ơi xuống đây luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa? Mình nói đâu có sai đâu. Đây là một cái quả TNT không thể nào mà xem thường được luôn các bạn ơi. Nó nổ nó nổi mà gọi là lắc máy tính mình luôn rồi nè. Trời ơi, xịn quá trời xịn. Ôi, em tính đây là luôn. Quả em không ơi, hình như đây là quả đầu tiên xuống bedrock luôn á. Quả trước đâu có xuống bedrock đâu. Đúng rồi, quả này là quả mạnh nhất luôn á. Thấy chưa, thấy chưa. Vậy tôi thắng được 2 điểm rồi nha. Tôi được 2 điểm rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi ok, được rồi đó, mình được 2 điểm rồi đó. Bây giờ để coi tới lượt Sam, Sam sẽ chọn quả TNT nào vậy các bạn nha. Trời ơi các bạn ơi. Mình được 2 điểm rồi, còn Sammy từ nãy giờ vẫn chưa được một điểm nào hết các bạn ơi. Sammy gà bắp, Sammy cùi bắp mấy bạn ơi. Trời ơi, rồi. Bây giờ tới lượt Sam đó, Sam còn gọi là vài cơ hội nữa thôi. Đó. Cái quả này là tôi rất là đắc tâm luôn ở gì đây, tâm đắc luôn, tâm đắc. Tâm đắc luôn. Đắc tâm. Rồi cái quả này sao? Quả này là quả gì? Quả này được tên là TNT thời gian, TNT time vậy ông, có nghĩa là cái này nó đặc biệt lắm, tự nhiên có cái đồng hồ trên này nhìn nó đặc biệt lắm okay. Vậy ông, nó nổ to. Tôi thì tôi nghĩ rằng là quả TNT này nó sẽ gọi là người ta quay ngược thời gian làm cho trời sáng thành trời tối, có thể như thế. Đâu ra tôi nghĩ là từ cái nơi mà nó đang đồ thì nó quay ngược thời gian thành người ta cái hồi mà nguyên thủy. Đúng rồi, cái thời mà rồng phượng ở phong okay, múa đó. Ok rồi rồi thôi nó nhiều quá, giờ đốt thử đi. Đốt thử đi là biết hiểu không? Nhìn cho mà sợ nè, tôi đứng bên cạnh tôi khoe đây, bánh xác nè. Boom. Ủa? Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói đúng mà, thấy chưa? Đây quả TNT này. Để tôi thử coi. Quả TNT này nó chỉ làm cho trời sáng thành trời tối thôi. Đó nè, trời sáng lại nè. Đó, thấy không? Trời ơi. Như vậy. Quê quá xa mời, quê quá xa mời. Tính ra là rồi xong Sam đào hố chui xuống dưới luôn. Tôi vô đây tôi khóc mình hu hu luôn, nhục quá. Đây à. Ông không ăn, ủi tôi không còn chôn tôi dưới nữa. Sammy à, tôi nói cho bà biết nha. Cái gì ta, cái gì ta cái con mắt của tôi nhìn cái quả TNT nào là tôi đón ngay cái quả TNT đó là như thế nào liền. Đó, bây giờ tới lượt tôi nè. Sammy quá dở luôn. Bây giờ tới lượt tôi. Tôi sẽ chọn một quả tiếp theo là sẽ là quả TNT màu tím. Đây, tôi thấy một quả TNT màu tím nè. Ở tím mộng mơ, tím mộng mơ của Huế nè. Tím của bà, của bà phụ tôi biết khách đó không? Y chang luôn. Quả đó. Bây giờ tôi sẽ lấy hột quạt nè, tôi sẽ đốt nó lên thử nha. Đây, giờ coi tôi nè. Đây, quả này bảo đảm nó sẽ coi là có gì đó rất là kinh khủng nè bạn. Cho nên nó có màu tím nè. Trời ơi, tưởng thế nào hóa ra lủng được có một cái lỗ bé tí tẹo bạn ơi. Trời ơi, trời. Hơi tiếc các bạn ơi, đáng lẽ nó phải là cái lỗ to hơn thì mình được thêm một điểm rồi. Thôi không sao, rồi bây giờ tới được Sam á. Sam chọn một quả đó đi. Tôi để cho nhà ông luôn, tôi ghét con á, tôi để nhà ông luôn. Trong banh xác chơi, quả này hồi trừ tôi me rồi mà chưa biết. Đâu, đây, quả nào? Cái quả mà nhìn nó ghê dễ sợ gì nè. Đây đây, cái quả gì mà có hai cái con xong rồi đứng nó chấm than này là gì đây? Trời ơi, nhìn nó lạ chứ không? Cái quả đó, này nó không ghi tên luôn, không ghi tên luôn. Trời té luôn rồi. Cái quả này tôi thấy nó giống một cái quả người ngoài hành tinh của ta. Nó có màu xanh giống người ngoài hành tinh nè. Đúng rồi, là sức mạnh nó bằng người ngoài hành tinh đó hiểu không? Mà người hành tinh rất là mạnh. Thôi, tôi nghĩ rằng là cái quả này Sam có không được điểm nào đâu. Tôi cá chắc luôn cho coi. Quả làm sao ta? Đây, tôi lốp cho. Rồi, né ra. Rồi, banh xác. Trời ơi. Gì vậy? Tưởng quả TNT thế nào đó. Hóa ra quả TNT nổ ra con bò các bạn ơi. Trời ơi. Nổ ra mấy con bò chứ được cái gì đâu. Các bạn
bạn nhìn nè, đó thấy không? TNT nổ ra con ngựa, con bò nè, con ơi con mực nữa nè. Rồi xong con mèo. Trời ơi. Trời da súc da cầm vậy? Đó bạn thấy không? Sammy. Sammy rõ ràng không nhìn không? Nó nhìn nó ngầu với sợ luôn nè. Nó ngầu quá trời mà ra giá súc da cầm vậy. Tôi không biết nhưng mà rõ ràng là cái quả này á, tôi thấy rằng là Sammy là thua rồi đó, không được điểm nào hả Sammy vậy? Vậy rồi là... bây giờ ông ngon, ông tìm quả nào đi, quả nào cuối chốt kết quả luôn đi. Rồi bây giờ tới lượt Phong nha. Đây Phong đã chọn cho mình một cái quả TNT có hình gọi là kim cương. Và nó có một cái chữ no ở phía trên nè. Đó. Nó khác là cái no quả kia của Sam nha. Cái quả kia của Sam hình như là tôi nhớ là nó cũng có kim cương đúng không ta? Đâu rồi đây. Này quả tôi đi, tôi lấy cho. Đây nè. Chỗ nào Sam? Đây tôi lấy cho. Đó quả tôi là kim cương rồi không? Đó. À ok. Thì cái quả này của Sam hồi nãy là nó biến cho cả ngôi nhà của mình trở thành gọi là kim cương luôn các bạn ơi. Còn cái quả của mình thì mình không biết sẽ ra cái gì đây. Bây giờ tôi sẽ đốt thử nha. Ok rồi. Tít. Rồi né ra Sam ơi, né ra coi chừng nổ. Nô là cái gì ta? Ê, cái gì vậy? Ôi cái gì? Ôi. Trời ơi là trời, các bạn ơi, bạn nhìn nè. Cái gì vậy? Wow. Đâm kim cương. Trời ơi, cái quả bom để nổ một phát nguyên cái ngôi làng của mình biến thành kim cương luôn bạn ơi. Cái gì mà xịn vậy trời. Thôi không, bạn nhìn nè. Xịn chạy sợ luôn á. Ui trời ơi. Nhưng mà cái này có được tính là phá hủy ngôi làng không Sam? Hả? Có phá nhà nè, nó xuyên nhà, xuyên cửa rồi nè. Đúng rồi, hình như tôi thấy là nó xuyên qua hết mấy ngôi nhà luôn nè. Nó biến cho mấy ngôi nhà thành kim cương luôn á. Trời ơi, tôi chui xuống dưới rồi xong chui không được luôn. Ở đây xem nè, trời ơi, cái shop hero mình bị xuyên bởi những gọi là thanh kim cương siêu to khổng lồ nè, nhìn nè. Đâu. Nó xuyên qua luôn không? Nó xuyên qua luôn bạn ơi, nó xuyên qua bên cái shop mình luôn nè. Từ để coi cái Gaming House thì sao. Trời ơi, Gaming House cũng bị đâm xuyên qua luôn bạn ơi. Bị đâm thật luôn sự. Trời ơi. Ôi ôi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Đây mình sẽ cho bạn xem toàn bộ ngôi làng của mình lúc này. Đù nha cha. Nó đang bị bao trùm bởi kim cương luôn bạn ơi. Đấy. Rồi Sam ơi, bây giờ Sam có tính cho Phong được điểm của cái này không? Hay là không được? Trời ơi. Hả? Thôi tỉnh điểm, tại cái này nó phá làng phá xóm nè, nó xuyên nhà xuyên cửa là phá rồi. Rồi nè. Ok, vậy là Phong bây giờ nó được 3 điểm luôn. Ok, Phong được 3 điểm rồi nha. Bây giờ tới lượt Sam. Sam bây giờ là quả cuối cùng nè, nếu như mà Sam không được điểm rồi. Nào nữa là Sam gà bắp luôn. Để tôi phá mấy cái này được không? Để TNT giữ đây được không? Nè chỗ này nè, để phá mấy cái kim cương không được không? Thôi mình đổi map đi, mình đổi là làng mới đi. Ok, tiếp tục nha. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ là Sammy chơi lớn luôn nè các bạn. Sammy quyết định là lên trên nóc của Gaming House Hero Team để Sammy gọi là đặt TNT luôn bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ Sammy chọn TNT đi. Ui tất quá hồ trừ, tôi không hiểu sao tôi không có một cái điểm nào là sao vậy, không có điểm tinh thần luôn á. Hay quá. Tại vì mấy quả TNT mà Sam chọn á, nó cùi bắp và làm sao mà kinh khủng bằng những cái quả TNT của Phong. Trời được ơi, giờ sao đây. Okay. Trời ơi, có ai tư vấn cho tôi được, tôi không biết là nên chọn cái nào luôn nè. Chọn đi. Ủa chọn mà. Đi tôi đây. Là tôi thấy là mấy cái quả TNT là tôi chọn hết mấy cái quả xịn rồi đó, Sam không còn quả nào chọn đâu. Rồi xong có dưới đây, có cái quả này tôi không biết tên gì nè. Nhìn nó lạ lạ không? Đâu, không biết là cái này là đâu? Cái gì luôn á. Nó ghi tên là gì ta? No, no Sota Giga gì đó. Thôi. Vậy tôi thôi, chùm tiếng Anh luôn. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đâu? Nhau coi thử coi nó là cái gì nha các bạn nha. Ok. Cái gì vậy? Bữa nãy gì vậy? Rồi xong luôn, nó ra cái hộp nhạc luôn. Trời ơi, bỏ cái đĩa vô nghe nhạc gì luôn nè? Không được gì hết trơn. Nè. Không, nó cái này nó chỉ ra được cái hộp nhạc cho mình nghe nhạc thôi. Trời ơi, Sam nè, ơi còn, là còn Sam. Cái kiếm nữa, tặng cái kiếm nữa. Cái kiếm này nó đâu có làm được gì đâu. Thôi rồi, coi như là Sammy thua. Gì rồi. Vậy? Sammy thua rồi bạn có ơi. Một điểm nào luôn. Thật thế, sẽ xóa cho cái đi, sẽ nháp đi cho okay, cái rồi. Ok, rồi bây giờ cho Sam một cái nữa nha. Sẽ nháp đó, rồi cho Sam thêm cái nè. Đó, tôi quá nhường nhịn luôn rồi đó. Ok. Rồi, đây rồi. cái này chắc chắn sẽ thắng nè, nhìn nè. Nó là màu nó lạ hoắc luôn. Nó đậm hơn TNT thường, nó y chang TNT. Cái này nó giống như cái quả TNT thường nè. Đây. Nó khác, cái là nó đậm hơn thôi. Đó, okay, chắc chắn rồi. Là sự khác biệt. Đốt thử nha. Để nó ra cái gì đây. Banh chanh. Ôi, lại là một quả TNT gì nữa đây. Ủa, cũng là TNT phân thân nhưng mà nó chỉ phân thân được có tí xíu thôi à. Rồi, trời ơi, nó nổ còn không hết được nổi cái Gaming House nữa bạn ơi. Thôi, nhưng mà không sao, nói chung là mình vẫn sẽ cho Sam một điểm gọi là khuyến khích nha bạn nha, ok. Yeah. Rồi. Đỡ nhục rồi. Rồi vậy là trận này là chúng ta đã gọi là tìm được người chiến thắng rồi. Người chiến thắng chính là mình. Yeah.
gì mà Sammy hả? Chứ Phong sao thắng chứ Sammy thắng ngày nào? Ủa không thắng được. Và trong trận này á bạn thì Phong đã được gọi là 3 điểm nè. Sammy được bao nhiêu điểm Sam? Ôi được 1 điểm. Rồi 1 điểm. Ok ghê ghê ghê. Bây giờ thử đi, bây giờ quả TNT thích nhất của ông là gì? Ông thử chọi ra tôi xem coi. Quả TNT mà tôi thích nhất chắc là sẽ là quả này. Quả này là quả TNT mà Sammy đặt tên là TNT Naruto. Đúng rồi, tôi cũng thích quả này, nó quá là mạnh luôn. Nó mạnh kinh khủng khiếp luôn. Nó phân thân ra 1000 quả TNT luôn, kinh khủng thiệt. Ok. À, không, hey. Tôi thích cái này. Đâu, cái nào? Tôi thích cái này, cái TNT này là nhìn là sang rồi nè, TNT này để nhà tôi đầy nè, để lúc mà tôi hết tiền tôi đặt ra cái là quá trời tiền. Đó. TNT này đây. Là nó chỉ giúp được có cái là nó biến mọi thứ thành kim cương thôi chứ giúp được gì đâu. Trời ơi, giúp cho giàu có mà không giúp được cái gì. Trời ơi, okay. Nghe mà sang trọng. Vậy là hôm nay đã bạn ơi, bọn mình đã gọi là phá hủy làng Hero Team bằng rất nhiều những quả TNT. Và bạn thấy bạn thích quả TNT nào nhất thì bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.